Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội là hoạt động thường niên của thủ đô nhằm triển khai kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, khẳng định vị thế tiên phong của Hà Nội ở tầm quốc gia, hội nhập với xu thế kinh tế sáng tạo quốc tế. Quận Bắc Từ Liêm nằm dọc phía bờ nam của sông Hồng, hiện có 13 phường với 136 di tích và nhiều danh lam thắng cảnh. Bắc Từ Liêm hôm nay là khu đô thị mới của thủ đô Hà Nội với vóc dáng hiện đại, khang trang, cơ sở hạ tầng đang dần hoàn chỉnh với chất lượng cao. Đặc biệt, quận Bắc Từ Liêm vẫn còn lưu giữ và bảo tồn những vẻ đẹp truyền thống, kết nối và hội tụ tinh hoa từ ngàn đời của dân tộc. Từ ngàn năm nay, đình Chèm, ngôi đình cổ nằm bên bờ sông Hồng, nơi thờ Đức Hy Khang Thiên Vương Lý Ông Trọng, là chốn linh thiêng thờ cúng tín ngưỡng của nhân dân quanh vùng. Nằm bên sông Hồng, biểu tượng của nền văn minh lúa nước, đình Chèm chứng kiến những biến thiên thăng trầm của lịch sử, cất giữ những lớp tầng phù sa bồi tụ ngàn năm, nơi hội tụ của dòng chảy tinh hoa từ muôn nơi đổ về. Nằm trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023, chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Đình Chèm Dòng Chảy Tinh Hoa do Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm tổ chức và được chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nơi tôn vinh các loại hình nghệ thuật truyền thống, những tinh hoa dân tộc là hơi thở tiếng lòng người Việt qua nhiều thế hệ, thể hiện trí tuệ, phẩm chất trong tư duy, lối sống của nhân dân trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Điểm đặc biệt, ngoài sân khấu chính, lần đầu tiên một sân khấu thực cảnh sẽ xuất hiện trên sông Hồng, hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm ấn tượng và những giây phút thăng hoa cùng nghệ thuật. Linh Thiêng Đình Chèm Dòng Chảy Tinh Hoa với sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương, nghệ sĩ ưu tú Minh Thu, ca sĩ Kai Ozok, ca sĩ Quách Mai Thi, ca sĩ Ngọc Ký, ca sĩ Viết Danh, ca sĩ Hà Mio, ca sĩ Lê Anh, ca sĩ Lê Trang, violin Kinia, nhóm Chuông Gió, nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, trung tâm văn hóa tỉnh Yên Bái, vũ đoàn Oscar, vũ đoàn Lavender, câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ, dẫn chương trình Lê Anh, Thùy Linh, trưởng ban chỉ đạo bà Lê Thị Thu Hương, ủy viên ban thường vụ quận ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, cố vấn nghệ thuật nghệ sĩ ưu tú Lê Trước. Chương trình được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng. Linh Thiêng Đình Chèm Dòng Chảy Tinh Hoa diễn ra vào 20:10 ngày 18/11/2023 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đình Chèm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, tiếp sóng trực tiếp trên Truyền hình Đà Nẵng, Truyền hình Bắc Ninh, Đài Truyền hình các địa phương trên cả nước, các nền tảng của báo điện tử Tuổi Trẻ Thủ Đô, kênh YouTube Tự Hào Việt Nam. Mời quý vị đón xem. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình.